Yo, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Top Mobile Games. Và với cái sự xuất hiện của Box Iconic dành cho Juventus, rất tiếc là cuối mùa rồi, Konami vẫn không chịu nhảo Ronaldo Go Poacher chúng ta. Vậy thì nói đến cái box dành cho Juventus, chúng ta có 3 cầu thủ: Nedved phiên bản 2021, Del Piero phiên bản 2021 và Pirlo phiên bản 2021. Pirlo là một cầu thủ mà có lẽ là mình cực kỳ là idol, mình cực kỳ thần tượng Pirlo luôn. Mình chơi Pirlo từ những hồi mà FIFA 2 và khi đó Pirlo vẫn còn đang đá cho AC Milan. Đó là một phiên bản có thể nói là quá cháy, đá rất hay. Những cái đường truyền chất lượng và những cú sút của Pirlo thì không thể chê vào đâu được, rất là có tính biểu tượng. Và với cái phiên bản Pirlo đá cho Juventus này khi 33 tuổi, chúng ta vẫn có thể phần nào đó tận dụng được những cái khả năng, những cái tố chất dành cho Pirlo. Mặc dù là với cái mùa năm nay, để mà nói là ao meta thì mình nghĩ là cũng chưa đâu. Vì Pirlo vẫn sẽ đóng vai trò như là một tiền vệ kiến thiết, lùi sâu, đá như một nhạc trưởng và có thể tung ra những cái đường truyền mà anh em hay còn gọi là phất bóng trộm chó. Và ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ nhìn thấy nhiều những cái highlight dành cho Pirlo ở những cái pha bóng truyền như thế này, nhiều hơn là những cái pha mình có thể dứt điểm ở tuyến 2. Rất tiếc là với cái vị trí mình đang xếp cho Pirlo, đó là một vị trí đá thấp lùi sâu. Nó giống như phiên bản của Xabi Alonso Legend mình đã làm cho anh em. Đó là một vị trí nhạc trưởng thầm lặng. Tuy nhiên với phiên bản này, chúng ta thấy rõ hơn ở Pirlo với những cái đường truyền vượt tuyến cực kỳ hay cho các vị trí phía trên. Chúng ta có Chiesa, chúng ta có Del Piero. Mình chơi theo cái lối đá đó chính là phất bóng lên ngay khi Pirlo nhìn thấy đồng đội đang di chuyển. Ví dụ trường hợp của Chiesa di chuyển lên phía trên, mình sẽ phất một đường bóng. Nó đơn giản thôi, quan trọng đó chính là cái điểm căn thời gian của chúng ta. Khi anh em thấy cầu thủ tiền đạo giơ tay, chúng ta hãy phất lên một đường bóng và nó sẽ tạo ra một cái bất ngờ cho đối phương, cũng như là cái sự nguy hiểm cho đường chuyền của Pirlo. Điều đó được thể hiện rất rõ với cái chỉ số đó chính là 99 chuyền ngắn, 99 chuyền dài. Bản thân Pirlo cũng là một cầu thủ giữ bóng tạm ổn, nhưng có lẽ là cái đấy nó khá là khó khăn trong cái mùa năm này khi đối phương tốc độ rất nhanh, áp sát rất nhanh. Để mà nói cái lối chơi chủ yếu của chúng ta với Pirlo đó chính là cái lối đá băng vật nhỏ, băng vật nhanh, đường truyền sớm. Thì vị trí của Pirlo tốc độ không quá cao, anh em không nên dẫn dắt quá nhiều. Vì với những cái tiền vệ kiến thiết mà không có tốc độ cao như thế này, nhưng mà chúng ta dẫn dắt cố gắng dây dắt, mặc dù có cái bộ chỉ số về giữ bóng, ball control hay dribbling rất cao thì vẫn sẽ mất bóng thôi, bởi vì team bạn của đối phương tốc độ rất nhanh, chúng ta không kịp xử lý chúng ta sẽ mất bóng và dính phản công ngay lập tức. Mà Pirlo là một vị trí cực kỳ là quan trọng khi mà đá rất lùi sâu, có thể cover vị trí khi CB tham gia tấn công, thành ra là hầu như đá thấp nhất trong đội hình rồi. Và nếu mà Pirlo mất bóng nữa thì thôi toàn. Với việc đá rất tốt bằng hai chân thì anh em có thể băng bật cực kỳ easy ở phạm vi ngắn nhé, và phạm vi dài thì vẫn đường truyền rất tốt bằng hai chân của Pirlo, anh em sẽ có rất nhiều các phương án tấn công, đặc biệt là những cú sút xa. Rất tiếc là mình chưa thể sút xa quá nhiều của Pirlo. Một cái vấn đề có lẽ vẫn là tốc độ thôi. Khi mà Pirlo có tốc độ không quá cao thì cái việc tung chân hay là chọn cái vị trí hợp lý để tung chân thật là nhanh thì cũng sẽ gặp khó khăn. Tuy nhiên đối với cái team bạn mà đá cánh chiến thuật nó hơi lùi sâu, hơi đổ bê tông một chút, thì anh em có thể tận dụng cái cú sút xa của Pirlo để có cho mình những bàn thắng đẹp hoặc là những cú cứa lòng nhé. Đó chính là những điểm mạnh của Pirlo. Điểm yếu chắc chắn là về stamina rồi, stamina không quá cao. Thế ra cái việc đá DMS như thế này, chúng ta không thể tận dụng được cái khả năng đánh nhau của Pirlo được, không thể nào được đâu. Anh em chỉ có thể tận dụng khả năng bắt bài, chúng ta chọn vị trí thông minh, bắt bài những đường truyền của team bạn. Và chúng ta cố gắng là phản công thật là nhanh hoặc tung đường truyền phất bóng thật là nhanh dành cho các tiền đạo phía trên. Thì có lẽ Pirlo hợp với các chiến thuật như là 4-3-1-2, hoặc là các chiến thuật mà yêu cầu không có quá nhiều vị trí phải đánh nhau của các khu vực tiền vệ. Và chúng ta có thừa khoảng trống để Pirlo tung ra đường chuyền hoặc là kiến thiết lên phía trên. Thường thì chúng ta sẽ chơi những cái lối đá có cái support range nó hơi cao một chút để chúng ta có thể tung đường chuyền dễ dàng của Pirlo nhé. Và đó cũng là cái video dành cho Pirlo với cái style nhạc trưởng mà cũng là một thần tượng của mình. Hy vọng anh em thích cái video dành cho Pirlo phiên bản Juventus 2021 này. Và hãy nhớ là hãy subscribe cho kênh của Mr. Flopster với cơ hội được sở hữu 15 đô nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Peace.